phát hành tại Việt Nam với hai cuốn Khu vườn bí mật và Khu rừng bị phù phép. Thay vì chỉ hướng đến các em nhỏ như những dòng sách tô màu thông thường, bộ sách này dành cho độc giả mọi lứa tuổi, nhất là những người trưởng thành. Bộ sách có sức mua rất lớn tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, chiếm lĩnh vị trí số 1 trên Amazon trong nhiều tháng, được thời báo New York bình chọn là sách bán chạy nhất trong năm. Hai cuốn sách cũng thể hiện sự hấp dẫn đặc biệt đối với cộng đồng mạng Facebook, Instagram, YouTube. Nhà sách Thái Hà, đơn vị mua bản quyền dòng sách Coloring Book chia sẻ. Cuốn sách được phát hành với mong muốn mang đến sự bình yên, giúp những người trưởng thành cùng tô điểm bức tranh cuộc sống theo cách riêng của mỗi người từ hơn 120 bức vẽ tay của nữ họa sĩ Johanna Basford. Chính vì thế, Coloring Book nhanh chóng trở thành sự lựa chọn của độc giả ở mọi lứa tuổi như một hình thức giải trí mới, lành mạnh, tăng cường sự tập trung và khẳng định cá tính.